Con người, động vật duy nhất ngất xỉu vì sợ hay thay đổi cảm xúc đột ngột. Vì sao vậy? Bộ não con người có thể xử lý rất nhiều thông tin mỗi giây, và nhanh hơn máy tính. Khả năng này là nhờ vào các tế bào thần kinh. Có khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh trong não. Để hoạt động bình thường, não cần đến khoảng 15% máu từ tim để có được lượng oxy và glucose cần thiết trong các hoạt động hàng ngày. Khi một người nhìn thấy thứ gì đáng sợ hoặc thay đổi cảm xúc đột ngột, cơ thể sẽ kích hoạt trung tâm cảm xúc trong não, tín hiệu đến thân não, nơi kết nối não và tủy sống. Khi chúng được kết nối với nhau, cơ thể sẽ nhận được tín hiệu. Huyết áp sẽ tăng vọt đẩy máu lên não. Với cơ chế tự cân bằng ở người, cơ thể sẽ tự cân bằng lại huyết áp. Tuy nhiên, đôi khi sự tự bù đắp quá mức khiến huyết áp bị hạ xuống quá thấp và làm giảm nguồn cung máu lên não. Chính điều này là nguyên nhân khiến người đó có thể mất ý thức trong chốc lát, hay nói cách khác là ngất xỉu. Thông thường khi huyết áp giảm, nhịp tim sẽ tăng nhanh và ngược lại. Nhưng trong trường hợp ngất xỉu, tín hiệu sẽ bị lẫn lộn, lúc này các mạch máu giãn ra và nhịp tim chậm lại. Thậm chí, một số người, khi nhìn thấy máu hoặc kim tiêm, mất nước hoặc nhiệt độ quá nóng cũng có thể bị ngất xỉu. Chào mừng các bạn tiếp tục đồng hành cùng vẻ đẹp cuộc sống. Không có loài động vật nào khác trên trái đất ngất xỉu vì sợ hãi hoặc thay đổi cảm xúc như con người. Việc ngất xỉu cũng xảy ra ở một số loài động vật khác, nhưng chủ yếu do các vấn đề về cơ không liên quan đến não. Con người là sinh vật duy nhất mất ý thức. Ví dụ điển hình là loại dê đặc biệt ở Tennessee, Mỹ. Khi bị giật mình, những con dê này sẽ ngã lăn ra đất với bốn chân chổng lên trời. Sau khi nằm bất động trên mặt đất vài giây, chúng sẽ hồi phục và nhanh chóng bật dậy. Dê ngất xỉu thực ra không bất tỉnh, chúng chỉ bị đông cứng vì sợ hãi. Đây là một tình trạng di truyền có tên myotonia congenita, khiến cơ bắp chúng cứng lại trong một thời gian ngắn khi bị bất ngờ. Phản ứng bất ngờ này khiến chúng trở thành đối tượng cho những video hài. Vậy, tại sao con người là loài vật duy nhất ngất xỉu vì sợ hoặc thay đổi đột ngột cảm xúc? Nguyên nhân là sự kết hợp độc nhất vô nhị giữa hai đặc điểm của con người là tư thế thẳng đứng và bộ não lớn. Khi con người đứng lâu cùng với bộ não ở phía trên tim, máu để đi lên não phải chống lại trọng lực. Bên cạnh đó, khi đứng yên quá lâu, chân của con người với nhiều mạch máu sẽ thu giữ lượng lớn máu, khiến việc cung cấp đủ máu cho não càng khó khăn hơn. Một số loài động vật khác cũng có não ở phía trên tim, nhưng không đòi hỏi nhiều máu như não của con người. Bộ não của con người đòi hỏi nhiều máu, chiếm tới 15% lưu lượng máu của cơ thể. Trong khi ở nhóm vượn lớn, họ hàng gần nhất của con người là dưới 7%. Ở những loài động vật có não nhỏ hơn là chưa đầy 1%. Do đó, trong khi với những loài vật khác dù huyết áp giảm mạnh, não vẫn nhận đủ máu để giúp chúng tiếp tục chạy nhảy, còn với con người chỉ cần huyết áp giảm nhẹ, cũng có thể làm gián đoạn dòng máu đến não. Việc ngã khiến đầu và tim ở cùng độ cao, giúp máu lại nhanh chóng chảy đến não, tuy nhiên đôi khi có thể gây ra những chấn thương nghiêm trọng. Tư thế đứng thẳng và bộ não lớn khiến con người trở thành loài vật duy nhất ngất xỉu, vì sợ hãi. Và cũng chính những đặc điểm này giúp con người phát triển và chiếm lĩnh toàn cầu. Hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.